Hôm nay mùng 1 tháng 4 là ngày đầu tiên cả nước thực hiện chỉ thị số 16 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ, cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày. Tôi đang có mặt tại phố Hàng Cót. Như các bạn đang thấy thì đường phố rất ít người qua lại. Và nếu có cũng đều thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách đối với người khác. Hầu hết hàng quán thì đều đóng cửa, trái ngược hoàn toàn so với sự sầm uất náo nhiệt trước đây. Như vậy có thể thấy người dân đang thực hiện những chủ trương giải pháp của Đảng và Nhà nước, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh. Hơn lúc nào hết, tình đoàn kết và ý thức tự giác, trách nhiệm của mỗi người sẽ góp phần quan trọng đẩy lùi dịch bệnh. Những trường hợp không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đây là phản ứng của một trong số những người dân khi bị lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm xử phạt về lỗi không đeo khẩu trang trong thời điểm này. Những người dân này bị xử lý với mức phạt 200.000 đồng một người, theo quy định tại điểm A khoản 1 điều 11 Nghị định 176/2013 của Chính phủ. Mình thấy là cái này nó cũng ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình nghe có nghe nói, nhưng mà ở Hà Nội thì cũng tưởng là chưa áp dụng 2 mét chẳng hạn. Thì vấn đề bây giờ ví dụ mình nghĩ là mình đang đi ở trên đường này, cũng nói chung cái sự tiếp xúc của mình với cả người khác thì nó cũng ít. Thế là mình cũng hơi sơ suất. Cái người dân mà người ta đeo khẩu trang, khi nhắc nhở người ta chấp hành thì mình nhắc nhở cho người ta chấp hành tốt. Thế còn những cái trường hợp mà rồi ý thức chưa tốt, nhắc nhở rồi còn có cái thái độ mà chưa chấp hành ngay thì chúng tôi mời về phường. Đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có 2 quận tiến hành xử phạt hành vi không đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng là quận Ba Đình và Hoàn Kiếm. Hàng trăm lượt người đã được nhắc nhở, 10 người đã bị xử phạt hành chính. Tại các địa phương khác, công tác phòng chống dịch bệnh tiếp tục được triển khai quyết liệt, triệt để theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ. Bộ đội biên phòng trên các tuyến biên giới đã lập thêm các chốt kiểm soát tại các đường mòn, lối mở, đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát 24/24 giờ. Nhờ làm tốt công tác này, Bộ đội biên phòng Lào Cai đã phát hiện và đưa gần 200 trường hợp nhập cảnh trái phép về khu cách ly theo quy định. Cán bộ chiến sĩ trên các điểm chốt quán triệt tinh thần, nỗ lực vượt qua khó khăn gian khổ, không để dịch bệnh từ nước ngoài xâm nhập vào địa bàn tỉnh Lào Cai. Khi phát hiện những trường hợp nhập cảnh trái phép thì chúng tôi thực hiện đúng theo cái quy trình, đó là xét hỏi sơ bộ ban đầu, thực hiện phòng dịch cách ly, sau đó là báo cáo với ban chỉ đạo của huyện, tỉnh đưa số công dân trên về quản lý, theo dõi theo quy định của Bộ Y tế. Tính đến thời điểm hiện tại, dù chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm bệnh COVID-19, nhưng tỉnh Yên Bái luôn nêu cao tinh thần chủ động phòng chống dịch bệnh, triển khai các biện pháp đồng bộ, quyết liệt phòng chống dịch, đảm bảo kiến thức chống dịch phải đến từng nhà và từng người. Tại xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, địa bàn có 97% là người dân tộc Tày, đội ngũ cán bộ trạm y tế xã đã áp dụng công nghệ thông tin vào việc trao đổi, tuyên truyền, chia sẻ tình hình dịch bệnh với người dân để kịp thời phát hiện các trường hợp trở về địa phương và vận động cách ly tập trung theo quy định. Trạm y tế chủ động lập cái nhóm Zalo và xin số điện thoại của từng con em của các hộ dân. Sau đấy thì là liên kết và gọi điện, kết nối, kết bạn Zalo, thế và cho vào từng nhóm của từng bản. Đến thời điểm này, Việt Nam vẫn được ghi nhận là nước làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chúng ta đang có giai đoạn vàng để có thể kiểm soát tốt, hạn chế lây lan và đẩy lùi dịch bệnh. Ngay lúc này, mỗi người dân cần hành động vì bản thân và cộng đồng, tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình. Hơn bao giờ hết, lời tổng kết sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công, đang cổ vũ chúng ta xốc tới, đẩy lùi đại dịch. Đất nước đang ở trong giai đoạn cao điểm của cuộc chiến đấu, đòi hỏi phát huy cao nhất trí tuệ.